Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Để tìm hiểu thêm về chương trình sức khỏe Brand New Day, xin gọi ngay 855-804-3305 hoặc TTY-866-321-5955 và website bndhmo.com. Quý khán thính giả đang theo dõi chương trình phát hình live, chúng tôi gửi đến ngay lập tức đây là lời tuyên bố của Al Franken vừa có tức thì. Ông nói rằng trong 2 tháng qua, ông đã cảm thấy có những cái điều cần thiết và quan trọng trong lịch sử của đất nước này. Và đây là chương trình đặc biệt của NBC. Bây giờ bất ngờ quá cho nên bây giờ họ nói no way. Hơi trễ rồi. I was excited for that conversation. Kỳ cục. Làm chúng tôi bị hơi bị. Và ông đang đề cập tới chuyện lý do nào mà ông đã phải step down. Ông nói rằng là ông đang tập trung đến những cái điều quan trọng đến ảnh hưởng đến xã hội và đất nước này. Thế nhưng rồi sau đó cái câu chuyện đối thoại nhắm vào cá nhân ông. Trong vài tuần lễ qua có một số những người phụ nữ đã xuất hiện, đã đề cập và cáo buộc ông về những cái hành động của ông trong quá khứ. Tôi đã bị chấn động. Tôi rất buồn. Nhưng mà để mà trả lời với những cái lời cáo buộc này là đương nhiên phải có cái sự kính trọng. Đó là cái câu đối thoại với mọi người. Bởi vì tất cả những người phụ nữ cần phải được nghe, cũng như những cái kinh nghiệm của họ phải chúng ta phải đương đầu một cách nghiêm chỉnh. Và tôi nghĩ đó là cái điều đúng để làm. Và tôi cũng nghĩ, và đây cũng... ngoài ra tôi cũng không muốn để cho mọi người nói là họ nghĩ rằng tôi có những cái lầm lỗi mà tôi ghi nhận. Một số những người phụ nữ thì tôi không nhớ tới hoặc là nhớ một cách khác biệt. Tôi đã nói ngay từ đầu là Ủy ban Đạo đức là đương nhiên hoàn toàn có điều đúng để mà có thể nên mở cuộc điều tra để nghe rõ cái sự việc này. Và tôi hoàn toàn hợp tác và tôi rất tin tưởng về cái kết quả đạt được. Quý vị biết là một cái điều quan trọng trong cái cuộc đối thoại mà chúng ta đang có trong vài tháng vừa qua, đó là về vấn đề làm thế nào là người đàn ông đã sử dụng cái quyền lực của mình để mà gây hại đến phụ nữ. Và tôi rất là hãnh diện trong thời gian tôi đang phục vụ ở Thượng viện, tôi đã sử dụng cái quyền lực của tôi để tranh đấu cho phụ nữ. Và tôi đã từng được hưởng cái sự kính trọng đối với cả những người làm việc chung với tôi mỗi ngày. Tôi biết được là đây là một thời điểm hoàn toàn hình ảnh khác nhau trong vòng vài tuần lễ qua. Nhưng mà tôi biết tôi là ai. Phục vụ cho Thượng viện Hoa Kỳ là một cái điều vô cùng hãnh diện trong cuộc đời của tôi. Tôi biết trong tim của tôi, không có gì mà tôi đã làm là một thượng nghị sĩ, không có gì là hãnh diện hơn mà tôi đang có đối với cái viện này. Và tôi rất là tin tưởng và Ủy ban Đạo đức cũng đồng ý với tôi như thế. Tuy nhiên, ngày hôm nay thì tôi tuyên bố vào trong vòng vài tuần lễ tới, tôi sẽ từ chức thành viên của Thượng viện. Vâng, thưa quý khán thính giả, đó là điều quan trọng. Tôi cùng với tất cả những người mà tôi đã làm việc chung trong hiện nay là tôi rời bỏ và vì những cái câu chuyện. Ông nhắc tới Tổng thống Trump. Mặc dù ông không nhắc tới tên ông Trump, nhưng mà ông nói tới người mà đã từng nói lên trên cái máy thu âm và kể cả những người khác mà quấy rối tình dục các thiếu nữ. Thế nhưng cái quyết định này không phải về tôi, về những người của Minnesota. Rõ ràng là tôi đang nằm trong cái tầm nhắm của cuộc điều tra của Ủy ban Đạo đức. Thế để tôi nói cho rõ,
Tôi từ chức nhưng mà tôi không có từ bỏ tiếng nói của tôi. Tôi vẫn sẽ phải tiếp tục tranh đấu cho những gì mà tôi tin tưởng. Vâng, thưa quý khán thính giả, một lần nữa, những gì mà chúng tôi cần biết đó là ông có chính thức tuyên bố từ chức hay không. Và qua cái phần trình bày vừa rồi, ông nói trong vài tuần lễ tới, not today, vài tuần lễ tới chứ không phải ngày hôm nay, ông sẽ rời bỏ chức vụ. Lẽ đương nhiên bởi vì ông có một số các vấn đề cần phải giải quyết cho xong, có thể là bỏ phiếu bầu một cái số các luật, dự luật mà ông nghĩ rằng rất quan trọng. Và một lần nữa, thượng nghị sĩ Al Franken tuyên bố quyết định của ông ngày hôm nay không phải riêng cá nhân ông mà còn cho người dân của Minnesota nữa. Thưa quý vị, một lần nữa, thượng nghị sĩ Al Franken đã bị 38 vị thượng nghị sĩ áp lực trong thời gian qua để ông từ chức. Thế nhưng cũng có nghĩa là họ đang tạo áp lực lên ông ứng viên thượng nghị sĩ Roy Moore của tiểu bang Alabama. Ông này cũng đã bị cáo buộc nhiều phụ nữ xuất hiện. Họ nói năm họ 14 tuổi, 17 tuổi và cũng cả có những cái bằng chứng ông Roy Moore viết thư, nghĩa là khen họ hoặc là gửi thiệp Giáng sinh đến cho họ. Thế nhưng cho đến giờ phút này thì cử tri của Alabama dường như tảng lờ với tất cả. Những người đã từng nói họ sẽ bỏ phiếu cho ông Roy Moore, họ vẫn sẽ tiếp tục đi bỏ phiếu. Và cuộc bỏ phiếu này sẽ diễn ra vào thứ ba tuần tới. Và trong thông điệp ngày hôm nay, ông Al Franken cũng nhắc tới ông Trump cũng như ông Roy Moore. Vâng, thưa quý vị, có một cái sự việc khá là hy hữu đã xảy ra trong một cái cuộc họp cấp tiểu bang ở Pennsylvania. Khi mà có một nhà lập pháp, bởi vì đã thóa mạ đồng nghiệp của mình, gọi ông này là người đồng tính và đã có những cái câu nói rất là hạ nhục cái tư cách của ông này. Và bây giờ ông này đang bị nhiều người của đảng Dân Chủ kêu gọi là phải từ chức và chỉ trích cái hành động này của ông. Thì trong hình quý vị có thể thấy bên trái là một thành viên của đảng Cộng Hòa, ông Daryl Metcalf. Còn bên phải là thành viên của đảng Dân Chủ, ông Matthew Bradford. Thì cái sự việc xảy ra đã được camera quay lại, đó là trong một cái buổi họp. Thì trong lúc mà ông Metcalf, thành viên đảng Cộng Hòa, ông đang nói chuyện, thì ông Bradford, ông đã để cái tay lên tay của ông Metcalf khoảng chừng đâu 1-2 giây, có ý như là ông muốn phát biểu gì đó, thì là một hành động như muốn cái ông kia ngừng nói đi. Thì bất ngờ ông Metcalf đanh mặt lại và nói rằng: "Này ông, tôi có vợ và tôi yêu vợ của tôi không có thích đàn ông. Vì vậy làm ơn đừng có đụng đến tôi nữa." Thì ông còn nói thêm là nếu mà anh thích đụng chạm như vậy thì anh đụng ở phía bên kia kìa, có người sẽ thích chứ còn tôi thì không. Thì quý vị có thể thấy là ông Bradford và cả phòng họp đã rất là bất ngờ. Ông đỏ mặt lên và ông rất là bối rối. Thì ông giải thích là tôi đỏ luôn ha. Vâng, thì tôi chỉ có muốn xin ông 30 giây để mà được phát biểu mà thôi. Thì ngay lập tức ông Metcalf ông cũng rút lại, ông nói chứ vậy thì ông nói đi chứ đừng có đụng. Thì rất là vâng, ngay trong một cái buổi họp như vậy mà thóa mạ người ta, đụng mà thưa đó nha, quấy rối tình dục ngay trong phòng họp. Chúng tôi rất tiếc phải chia tay với quý vị một lần nữa. Chiều nay chúng tôi sẽ trở lại lúc 5 giờ để gửi đến quý vị các bản tin cập nhật. Và Al Franken sẽ là tin nổi nhất trong ngày hôm nay trong bản tin Hoa Kỳ, xen kẽ là bản tin Việt Nam cũng như thế giới. Ngay bây giờ mời quý vị tiếp tục giữ băng tầng 18.9 theo dõi các chương trình thường lệ của Little Sài Gòn TV. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.